Thưa quý vị, ngày 8 tháng 12, tại trường Đại học An ninh nhân dân đã diễn ra chương trình hội thảo khoa học với chủ đề Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng trong tình hình hiện nay. Thiếu tướng Tiến sĩ Đoàn Minh Lý, hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân chủ trì hội nghị. Về phía khách mời có Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, giám đốc học viện chính trị khu vực 2, cùng đại diện ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, gọi tắt là ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh, các địa phương đơn vị, trong đó có tỉnh Tây Ninh tại hội thảo các đại biểu đã trình bày các tham luận khoa học có chất lượng về phản bác quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng nhiều bài tham luận thể hiện sự trăn trở tâm huyết trách nhiệm của các đơn vị cá nhân như kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng ở học viện lục quân của thiếu tướng nguyễn công sơn phó chính ủy học viện lục quân tham luận âm mưu luận điệu của các thế lực thù địch trên không gian mạng và thực trạng giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng hiện nay của thiếu tướng Phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Hoàng Ngân, Phó chính ủy Trường sĩ quan lục quân 2, hoạt động đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu độc chống đảng nhà nước trên không gian mạng của thiếu tướng Nguyễn Văn Giang, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an. Có đó đã rút ra những kết luận có giá trị về lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng. Cũng trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra hội nghị sơ kết quy chế phối hợp thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2, đánh giá cao công tác phối hợp trong tập huấn, tuyên truyền, chia sẻ nguồn lực. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị cần tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước. Tại buổi sơ kết, Trường Đại học An ninh Nhân dân đã chuyển giao vai trò chủ trì trong năm 2024 cho Trường Sĩ quan Lục Quân 2.